bé khám phá các phương tiện giao thông đường thủy. Gấu trúc Milo rất thích ngắm nhìn dòng sông chảy róc rách trước nhà. Một buổi sáng, Milo nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ xinh đang lướt nhẹ trên mặt nước. Ồ, thuyền này đẹp quá, Milo reo lên, mình muốn đi thuyền. Mẹ gấu cười hiền, con muốn đi thuyền à, nhưng thuyền này chỉ chở người thôi, con à, muốn đi thuyền thì phải đi đến bến cảng, nơi có nhiều loại thuyền lớn hơn, chuyên chở hàng hóa và người đấy. Milo tò mò, thuyền chở hàng hóa và người ạ, thật ư ạ, thế có loại thuyền nào con có thể đi được không ạ? Có chứ, có rất nhiều loại thuyền đấy, con có muốn khám phá không? Milo gật đầu lia lịa, mẹ gấu dẫn Milo đến bến cảng, ôi chao, bến cảng thật đông vui. Milo bị thu hút bởi những chiếc thuyền nhỏ xinh đang lướt nhẹ trên mặt nước. Mẹ ơi, những chiếc thuyền này đẹp quá. Milo reo lên, chúng có hình dáng khác nhau, có chiếc hình con chim, có chiếc hình bông hoa, có chiếc lại được trang trí những họa tiết vui nhộn. Mẹ gấu cười hiền, đó là những chiếc thuyền du lịch, con ạ, chúng được thiết kế đẹp mắt để phục vụ du khách tham quan sông nước. Con có muốn thử đi trên một chiếc thuyền du lịch như vậy không? Milo gật đầu thật mạnh, con muốn đi thuyền du lịch. Mẹ gấu xoa đầu Milo, con còn nhỏ, chưa thể đi thuyền một mình được. Nhưng mẹ hứa sẽ đưa con đi thuyền du lịch vào một dịp khác. Milo vui vẻ gật đầu, vâng, mẹ. Mẹ gấu tiếp tục dẫn Milo đi dạo quanh bến cảng. Milo nhìn thấy những chiếc tàu hàng khổng lồ đang được neo đậu. Mẹ ơi, những chiếc tàu này thật to lớn. Chúng được sơn màu xám đen, có nhiều khoang chứa hàng hóa và được kéo bởi những chiếc cần cầu khổng lồ. Đúng vậy, con ạ, mẹ gấu giải thích, những chiếc tàu này chuyên chở hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Chúng giúp vận chuyển hàng hóa đến các cửa hàng, siêu thị, giúp chúng ta có đủ đồ dùng, thức ăn hàng ngày. Milo trầm trồ, vậy là tàu hàng giống như xe tải lớn trên đường bộ, nhưng chạy trên sông, hồ, biển. Mẹ gấu chỉ tay về phía một chiếc thuyền lớn, được sơn màu xanh da trời, đang được neo đậu gần bến. Đây là thuyền buôn, con ạ, nó chuyên chở người và hàng hóa trên sông, hồ, biển. Thuyền buôn cũng rất hữu ích, giúp vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, giúp cuộc sống của con người tiện lợi hơn. Milo gật đầu, vậy là thuyền buôn giống như xe tải trên đường bộ, nhưng chạy trên sông. Đúng vậy, con à, ngoài thuyền buôn, còn có các loại thuyền khác như thuyền cá, thuyền cứu hộ, tàu chiến. Mỗi loại thuyền đều có những chức năng riêng biệt, phục vụ cho nhu cầu của con người. Milo hớn hở, con muốn đi thuyền buôn thật. Con muốn đi thuyền buôn thì phải chờ đến khi con lớn hơn một chút. Còn bây giờ, con hãy cùng mẹ ngắm nhìn những chiếc thuyền nhé. Milo cùng mẹ gấu ngắm nhìn những chiếc thuyền, những con tàu đi lại rộn ràng trên mặt nước. Milo học được rất nhiều điều về các phương tiện giao thông đường thủy, từ những chiếc thuyền nhỏ xinh đến những con tàu khổng lồ. Milo cảm thấy thật vui khi được khám phá thêm những điều mới lạ xung quanh mình. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập Học Cùng Bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong Bé Học Tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.